Lý Á Bằng không được lên máy bay vì vỡ nợ hàng chục triệu USD. Nam diễn viên nổi tiếng một thời Lý Á Bằng rơi vào tình trạng khó khăn sau khi bị tòa án cưỡng chế trả nợ. Ngày 1 tháng 5, trang Sina đưa tin mới đây, Lý Á Bằng bị mắc kẹt tại sân bay Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc. Theo chia sẻ của ngôi sao tiếu ngạo giang hồ, trợ lý đã mua vé khoang hạng nhất cho nam diễn viên nhưng anh không thể lên máy bay do đang bị tòa án cưỡng chế trả nợ. Chưa hết, Lý Á Bằng cũng bị từ chối mua vé tàu cao tốc và chỉ có thể trở về Bắc Kinh bằng chuyến tàu hạng 3 dành cho người nghèo ở đất nước tỷ dân. Theo 163, Lý Á Bằng không ngại chia sẻ về tình hình nợ nần hiện tại của bản thân. Nam diễn viên bình tĩnh cho biết, tôi đã mắc nhiều sai lầm trong quá khứ và phải trả giá đắt. Tôi sẽ chấp nhận khó khăn, sự thất vọng cũng như những lời chỉ trích, sự nhạo báng của thế giới bên ngoài. Các bạn thấy tôi đang nợ 40 triệu nhân dân tệ nhưng thực tế tôi còn nợ nhiều hơn thế. Chia sẻ của nam diễn viên nổi tiếng một thời khiến cư dân mạng không khỏi bất ngờ. Trước đó, vào ngày 28 tháng 4, Sina đưa tin Tòa án Nhân dân quận Triều Dương, Bắc Kinh đệ đơn cưỡng chế yêu cầu Lý Á Bằng và anh trai nhanh chóng thanh toán khoản nợ 40 triệu nhân dân tệ, khoảng 5,7 triệu USD, 136 tỷ đồng, cho nhà đầu tư. Đáng nói, nếu nam diễn viên không trả được nợ, tòa án có quyền đóng băng tài sản của anh. Được biết, nguyên nhân dẫn đến việc Lý Á Bằng gánh khoản nợ lớn là do những sai lầm trong kinh doanh. Sina nhận định nam diễn viên thực sự không thích hợp kinh doanh bởi từ khi quyết định chuyển sang công việc này, anh không những không kiếm được đồng nào mà còn lâm vào cảnh nợ nần. Nếu Lý Á Bằng vẫn chăm chỉ đóng phim, mặc dù số tiền kiếm được không nhiều như khi kinh doanh nhưng ít nhất, cuộc sống của nam diễn viên sẽ thoải mái hơn bây giờ rất nhiều và chắc chắn sẽ không mắc nợ. Hiện tại, Lý Á Bằng phải về quê vợ và tiếp tục livestream bán hàng, giới thiệu các sản phẩm thủ công để kiếm tiền. Nguồn: Sina, 163.